Rồi Vũ xin chào toàn thể cô chú anh chị trên lại mình nắng này ha. Thì hôm nay em xả hàng là, ủa cái này đâu phải xả hàng quá, bán bình thường. Đầu lòng của quay 2009, đây là cái vỏ đầu của nó của Thái Lan xịn. ET nè, ET trừ 3, bên trong nó không có cam còi xúc bắp gì cho nghe bà con, mua là phải cái vỏ đầu không à, là 1,8 triệu. Đó, đây là hàng cao cấp của quay 2009. Thì nó sẽ có cái này là cái xử lý trục bô á, trục bô coi xe đưa lên á, chúng ta mua thay vô phu trần em FP rồi ET nè, rồi xài tốt lắm nha. Rồi cái vỏ đầu này là 1,8 triệu nè. Tới cái vỏ lòng, vỏ lòng tại quay phim thì mình tha mỡ bò vô đề phòng nó bị hư á, nó bị dợp á đó, tha mỡ bò vậy là cho chắc cứu. Rồi cái vỏ lòng này xài cảm biến nè, vỏ lòng Thái KBH nè, quay 2009 thì cảm biến ở đây đó, là cái vỏ lòng này là 1,7 triệu. Rồi thì những phụ kiện kèm theo ai mua gì bán đó nè, nói chung là bán lẻ mà, ai mua gì bán đó. Cái trái bích tông ở Tân Đa thằng mua vô cái lòng đó đó, trái bích tông 300 Thái Lan xịn nè. Rồi bộ bạc ở Tân Đa 220.000 Thái Lan xịn đây, đừng có bố vô hai tay bạc xịn nè. Nó này đâu có bố cái tay vô mà lem kìa, nó hư á. Rồi ít Tân Đa 220.000. Rồi cái đây là cái Tân Cam, Tân Cam có tha nhớt vô đề phòng rớt cái miếng này. Đề phòng nó bị hư cho nên tha nhớt rồi, tha mỡ bò luôn. Tân Cam thì 300.000 Thái Lan xịn. Đó, ai mua nào bán đó, mua Tân Cam, bán Tân Cam 300, mua về gắn phu chờ neo nha. Mua là hai cái này về gắn phu chờ neo cũng được, mua lẻ bán lẻ mà. Rồi làm cái miếng nhỏ nhỏ vô để nó gớt. Rồi phần này cho qua luôn. Đó, lòng đầu rồi cho qua. Rồi còn một miếng đơn thiết nè, 90.000, ai muốn mua muốn con này mua. Rồi cho qua luôn. Rồi có câm, câm này là bịch nãy giá chưa? Đây hả? Câm này là câm quay 2010, câm bán ế quá bỏ dứt nó vàng khè vậy nè, nó giống cái đồ tồn kho vậy á. Thì chúng ta sẽ gắn vô xe đĩa, câm đĩa nghe em, có câm bánh trước không à, vàng khè luôn nè, có câm bánh trước không à, là nó sẽ vô vô xe gì 110 Thái đĩa, 110 Thái đĩa với dít đĩa nha, dành 1,2, dành 1,2 nha bà con ha, chứ không phải dành 1,4 nha. Rồi với quay y 2010 của nó, cái này là cam quay 2010 thì nó sẽ vô 2,5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đầu Thái Lan như nè, bán 200.000 bộ, bánh trước KBH, không có bánh sau nha. Mình chỉ có bánh trước thôi, cam rất là vàng. Cam trước vàng, cam sau vàng, đẹp dữ dằn luôn. Quay 2010, 200.000. Rồi này lấy một keo dán lại. Đừng cái đó cho ba. Nắm nó đem đây. Có cái cầm ga của ghim 105 này cái rửa lại. Còn mới chát à. Bưng từ cái để lên. Cái cầm ga ghim 125 nó bị dính đất đỏ nè, rửa ra cho ngày mấy cái này nó đâu có dính vô trong được đâu. Cầm ga với dây ga còn mới chát luôn, dây còn mềm lúc đó đàng hoàng chân. Cái xe này với 2019 rồi, tại vì nó dính bụi đất đỏ thôi. Dây ga ghim cao bê đúp luôn. Rồi cái cầm ga có quay 110 về gắn phu chờ neo nha. Cầm ga gắn phu chờ neo, rồi tơi neo kim gì đó, dây ga này gắn phu chờ 2 cũng vừa luôn nha. Cái cầm với cộng dây ga ghim này em bán có 150. Đây là hàng ghim còn mới chát, dính ba đất đỏ này chút xíu nè, cho người rửa ra ra cho nè, không hư. Bụi mà, bụi đất đỏ mà. Rồi còn cộng dây thắng nè. Cộng dây thắng KB đúp của ghim 125 nhưng mà gắn vô quay nhỏ nó sẽ ngắn hơn, vậy là dây thắng nó im lắm, nó thắng cái bật, dây thắng còn mềm đẹp luôn. Nhưng mà cái này chắc chắn là sẽ gắn ghim. Ghim á.
ghim ghim lùm ghim cao đó là xe chắc chắn là sẽ gắn được, tại vì nó ngắn hơn cái thằng ngắn hơn dây thắng của anh pha nhỏ một chút xíu bắt vô được, mà thẳng quá không được, không êm, thì chúng ta sẽ gắn qua thằng ghim là êm, đảm bảo êm, không êm trả lại em luôn. Thắng ghim, dây thắng ghim rất là dẻo nhẹo nè, thắng này xài biết đường nào hơn. Rồi ba cái này là sẽ rửa ra sạch sẽ hết ba cái bụi này, cả bê đúp ghim nè, thắng mới chắc là đời 2019 đó. Từ đây rồi cộng dây thắng này bán 150.000 thắng ghim theo xe, là chút xíu xe rửa sạch sẽ cho nó gửi đi cho bà con nha, tại nó dính cái bụi đất đỏ, 150.000 cộng dây thắng là bao em luôn á, chúng ta thắng bóp thắng là nó chả bật em lắm. Rồi rồi đây là bộ khóa quay 2022 700.000 của Indonesia K73 cho khui này luôn đi. Đây khui sẵn nè, khui này luôn đi. Ổ khóa quay K73 đây đó, 700.000 thì chúng ta sẽ gắn quay quay á thì 27 18 19 20 đúng mà 17 18 19 20 21 22. Còn ai mà full led mà lên áo quay y á, chúng ta mua gắn vô áo full led, lên áo quay y mua gắn vô mới khớp. Rồi áo khóa đây là 700.000 một ổ nha, hai chìa gin. Rồi hai chìa gin Honda nè, dày dặn chìa dài nè, chìa dài Honda nó mặt tiền đẹp. Rồi ổ khóa Malaysia hả, Indonesia nè, 700.000 một ổ. Xé cái này ra đây, đây là củ đề tem lửa nè, 1.800.000 củ đề tem lửa với quay 110 Thái giống nhau đó. Mitsuba củ đề lỗ dài đời rất là tốt, ốc vàng khè nè, củ đời lỗ vàng ốc vàng khè có chấm bi, 1.800.000 một củ, xài quanh pha lốc trắng lốc đen là được hết nha, là hàng lâu im luôn á. Rồi ở đây còn củ đời của quay chấm lộn mà này là bình xăng con. Bình xăng con quay 110 Thái KF là 1.400.000 một bình mới, Thái Lan hãng xịn. Nè KF là đó, bình mới của quay 110, ống ốc vàng xài xá xị đây. Rồi cho qua bình mới quay 110 này là 1.400.000 một bình, xài êm bóc ít hao xăng, ngon lạnh luôn, chạy giọt bóc ít hao xăng luôn là được rồi đó. Thái Lan xịn KF là đàng hoàng. Rồi 1.400.000 một bình cho qua luôn, rồi hết rồi, này cộng này 150.000 nè. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác luôn. Cái này là hai cái chìa nè, cái chìa.